Ví dụ như khi mà làm tóc rối thì nó sẽ có những cái mắt, những cái bông, những cái mắt tóc và những cái bông tóc. Ví dụ như thế này, nó rất là nhỏ. Đây, đây, đây. Thì đây là cái lược mà cái răng của nó rất là xít và có thể trải được những cái bông tóc ấy ra. Thì theo em nghĩ thì đây nó cũng là một cái giải pháp dành cho những người làm tóc rối. Đây. Đấy, nó sẽ ra hết này. Đây, những cái bông tóc này nó sẽ ra hết và không còn một cái nào.